Jolie xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng rau răm vào chậu tre tự chế và không phải tưới nước nha các bạn. Với cách trồng này thì chỉ cần 3 đến 5 ngày là chúng ta đã được thu hoạch rồi các bạn ạ. Và chỉ cần trồng một lần nhưng được thu hoạch quanh năm luôn. Chúng ta chỉ cần trồng vào vài ba cái chậu treo như thế này thì chúng ta đã thoải mái rau răm sạch để sử dụng rồi các bạn ạ. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị những ngọn rau răm như thế này nha các bạn. Rau răm khi mua ở chợ về thì chúng ta sẽ chọn những cái ngọn rau răm thật già để chúng ta trồng nhé các bạn. Đó. Và với rau răm thì chúng ta có thể là vặt bỏ đỡ mấy cái lá ở phần mấy cái đốt bên dưới gốc đi nha các bạn. Hoặc để như thế chúng ta trồng cũng không sao nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chậu treo nha. Và hôm nay tôi sẽ tận dụng cái vỏ chai nước 5 lít này để tôi trồng rau răm vào các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ cắt rời ra hai phần riêng rẽ ra nha. Các bạn cắt đến cái phần rô đánh dấu nha các bạn. Đó, và phần dưới này chúng ta sẽ đựng nước nha các bạn. Chúng ta lột bỏ cái nhãn dán này đi các bạn ạ. Đó. Các bạn cắt rời hai phần ra nha các bạn. Cái chai này chúng ta sẽ cắt rời ra thành hai phần và cắt theo những cái chỗ mà tôi đánh dấu nha các bạn. Bên dưới này chúng ta sẽ cắt một hai cái ô trống để chúng ta lấy chỗ đổ nước vào và để thoát nước ra các bạn nha. Đó, các bạn cắt theo cái hình mà tôi đánh dấu nha. Chúng ta sẽ chỉ cần cắt hai bên hai ô để chúng ta lấy chỗ đổ nước vào và để nước dễ dàng thoát ra khi mà chúng ta đổ quá nhiều nước hay là khi chúng ta để ngoài mưa thì nhiều nước quá nó cũng sẽ tự thoát ra từ các cái vị trí đấy các bạn ạ. Và chúng ta có thể dùng kéo hay dùng dao dọc giấy để chúng ta cắt nhé các bạn. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái mỏ hàn thiếc ấy, chúng ta cắt thì rất là tiện luôn các bạn ạ. Đây, tôi sẽ dùng cái mỏ hàn thiếc tôi cắt cho các bạn xem nha. Chúng ta sẽ cắt theo vị trí mà tôi đánh dấu nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt rời cái chai nước này ra làm hai phần riêng rẽ ra nha. Đó, các bạn có thể dùng cái dao, cái mỏ hàn thiếc này các bạn cắt như thế hoặc là các bạn có thể dùng dao dọc giấy hay dùng kéo các bạn cắt nha. Bởi vì cái vỏ chai này nó rất là mỏng cho nên là rất dễ dàng cắt các bạn ạ. Chúng ta có thể cắt được rất là dễ dàng luôn. Đó, chúng ta sẽ cắt rời cái vỏ chai này ra thành hai phần riêng rẽ nha. Và cắt theo cái vị trí mà tôi đánh dấu nha. Đó, phần này chúng ta sẽ đựng đất nha các bạn. Còn cái phần bên dưới này thì chúng ta sẽ đựng nước các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt cái ô vuông như hình cái hình mà tôi đánh dấu nha. Đó. Chúng ta sẽ cắt cái hình tam giác như là tôi đã đánh dấu. Cái mỏ hàn thiếc này dùng để cắt hay khoan nhựa rất là tiện luôn các bạn ạ. Tôi rất hay trồng rau sạch nên là tôi dùng cái mỏ hàn thiếc này để tôi cắt và chế các cái vỏ chai nhựa để tôi trồng rau sạch các bạn ạ. Rất là tiện luôn. Đó, các bạn cắt theo cái hình mà tôi đánh dấu nha. Đó. Bên này các bạn cắt tương tự nha các bạn. Chúng ta chỉ cần cắt hai bên là đủ rồi các bạn ạ. Chúng ta cắt đúng đến cái vị trí mà tôi đánh dấu nha. Cái vị trí này có tác dụng là để chúng ta đổ nước vào và để thoát nước ra khi nước dư thừa các bạn ạ. Khi chúng ta để ngoài trời nước nó nhiều nó dư thừa thì nó cũng có thể tự thoát ra ở hai vị trí này. Đó, các bạn cắt như thế nha các bạn. Và cái nắp này thì chúng ta sẽ khoan một cái lỗ để chúng ta luồn cái dây cấp thoát nước vào nha các bạn.
chúng ta khoan một cái lỗ rộng rộng một chút nha, để khi mà chúng ta luồn cái dây dẫn cấp thoát nước vào đây á thì nó sẽ dễ dàng dẫn nước lên và thoát nước xuống các bạn ạ. Đó, các bạn khoan như thế nha. Nếu như các bạn không có cái mỏ ăn thiếc nó như thế này thì các bạn có thể dùng cái que sắt, các bạn hơ vào lửa rồi các bạn khoan nha. Đó, rồi chúng ta sẽ lồng hai cái nửa này vào nhau nha các bạn. Đó, các bạn lồng nó như thế nha. Và cái quai này chúng ta có thể để cũng được mà cắt đi cũng được nha các bạn. Đó, rồi chúng ta sẽ lồng vào nhau như thế này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ khoan các cái vị trí để chúng ta buộc quai treo vào nha các bạn. Và với cái chai 5 lít này thì chúng ta chỉ cần khoan là 3 vị trí để chúng ta buộc 3 cái sợi dây vào để làm quai treo thôi các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ chia đều làm 3 vị trí để chúng ta khoan nha. Chúng ta chia đều cái lọ này làm 3 vị trí. Chúng ta khoan 3 cái lỗ để chúng ta buộc 3 cái dây vào để làm quai treo. Và cái quai treo này các bạn có thể dùng các cái sợi dây kẽm để các bạn làm quai treo nha các bạn. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ luồn cái sợi dây dẫn nước vào nha. Sợi dây dẫn nước này thì các bạn có thể sử dụng những cái vải vụn đó, miễn là nó thấm thoát nước được tốt các bạn ạ. Chúng ta sẽ luồn cái sợi dây dẫn nước thoát nước vào đây nha. Đó, các bạn có thể sử dụng những cái vải vụn mà dễ thấm thoát nước là được các bạn ạ. Và cái dây dẫn nước này bao giờ các bạn cũng để ở giữa chậu nha. Bây giờ chúng ta sẽ buộc cái quai treo vào nha các bạn. Chúng ta sẽ luồn vào cái lỗ mà chúng ta khoan sẵn lúc nãy á các bạn. Sẽ luồn và buộc vào nha. Chúng ta có thể sử dụng những sợi dây kẽm để chúng ta làm quai treo nha các bạn. Chúng ta buộc quai treo vào chắc chắn như thế nha. Đó, tôi đã chế xong một cái chậu treo tự chế để trồng rau xăm rồi các bạn. Đó, và bây giờ chúng ta chỉ cần đổ đất vào và trồng rau thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trồng rau nha các bạn. Và chúng ta sẽ cho đất vào chậu treo nha. Đất thì các bạn nên sử dụng cái loại đất tơi xốp để chúng ta trồng nha, thì rau răm nó sẽ phát triển nhanh các bạn ạ. Đó, đất thì các bạn có thể mua ở các cái hiệu bán giống cây trồng hay cây cảnh á, người ta bán rất là nhiều luôn, hoặc các bạn có thể tự pha đất nha, miễn làm sao là đất tơi xốp là được các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho đất vào cái chậu treo này nha các bạn. Chúng ta sẽ để cái sợi dây dẫn nước ở giữa chậu nha. Đó, khi mà chúng ta trồng rau vào thì rau nó sẽ mọc rễ và nó bám chắc vào đất, thì đất cũng sẽ không bị rơi xuống dưới và cũng không bị tụt cái dây xuống đâu các bạn ạ. Chúng ta đổ một cái lượng đất vừa đủ để trồng thôi nha các bạn, không nên đổ đầy quá bởi vì sau này chúng ta chăm sóc nó sẽ khó.
chúng ta chỉ cần hoặc là trời mưa nó nước nó dội vào nó sẽ bị tràn ra ngoài các bạn ạ. Còn nếu như chúng ta đổ lượng đất vừa đủ thì sau này chúng ta chăm sóc bón phân cho rau cũng rất là dễ dàng, và khi chúng ta để ngoài trời trời mưa mưa cũng không thể bắn đất ra ngoài chậu của được chúng các bạn ạ. Đó, chúng ta đổ đất vào như thế nha, và chúng ta sẽ tiến hành trồng rau vào nha các bạn. Chúng ta sẽ đặt cái phần mà 3-4 đốt ở bên dưới gốc ấy vào trong đất, còn lại cái ngọn là các bạn đặt ở trên mặt đất nha. Đó, cái phần 3-4 cái đốt ở bên dưới gốc là các bạn dâm vào trong đất nha. Đó, các bạn phủ kín đất vào 3-4 cái đốt đó. Chúng ta sẽ trồng cách nhau mỗi một ngọn cách nhau một chút nha các bạn. Sau này thì sau vài lần thu hoạch thì rau nó sẽ đẻ nhánh, nó sẽ nảy mầm mới lên, sẽ phủ kín cái chậu này luôn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ trồng tất cả các ngọn rau răm vào cái chậu treo này như thế nha. Đó, tất cả các ngọn rau răm chúng ta đều trồng tương tự. Và với cái cách trồng này thì rất phù hợp với những bạn mà rất bận đấy, bận rộn thế nào chúng ta vẫn trồng được, vì hàng ngày chúng ta không phải mất thời gian chăm sóc và tưới cây mà các bạn. Và những bạn mà yêu thích trồng rau mà không có không gian trồng hay không có diện tích đất để trồng thì chúng ta cũng có thể tận dụng cái cách trồng này để chúng ta trải nghiệm cách trồng rau. Chúng ta vừa được trải nghiệm cách trồng rau mà chúng ta lại có rau răm sạch để sử dụng. Đó, chúng ta sẽ trồng vào như thế và mang ra ban công hay sân thượng chúng ta treo các bạn. Nó không hề tốn diện tích tí nào các bạn ạ. Đó, và đây rau đã trồng xong số rau răm cần trồng vào cái chậu treo này rồi. Các bạn cứ trồng tương tự như thế nha các bạn. Chúng ta sẽ trồng mỗi ngọn cách nhau một chút nha. Hai ngọn nữa rồi trồng nốt vào là xong. Đó, và rồi đã trồng xong số rau răm cần trồng vào cái chậu treo này rồi đó các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tưới nước cho rau răm nha. Chúng ta sẽ hỗ trợ tưới cho rau răm lần này nha các bạn. Chúng ta tưới thật đậm vào nha các bạn. Bởi vì chúng ta mới trồng cho nên rau chưa thể phục hồi luôn được và chưa thể hút nước được, cho nên chúng ta hỗ trợ tưới nước cho rau răm lần này nha các bạn. Chúng ta tưới thật đậm nha các bạn. Các bạn tưới như thế nha. Chúng ta tưới thật là đậm nha. Và chỉ tưới cho rau duy nhất lần này thôi các bạn ạ. Còn sau này cây ổn định rồi thì sẽ tự hút nước. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào phần chậu ở bên dưới nha. Chúng ta sẽ đổ nước vào cái bình bên dưới này. Chúng ta chỉ cần đổ ngập nước đến cái phần nắp chai là được nha các bạn. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ mang ra ban công hay sân thượng chúng ta treo nha. Và vài ba hôm đầu thì chúng ta sẽ để ở nơi râm mát. Còn sau đó thì chúng ta treo ngoài nắng được bình thường nha các bạn. Chúng ta chỉ cần trồng vào vài ba cái chậu như thế này thì thoải mái rau răm sạch để sử dụng quanh năm luôn các bạn ạ. Và đây là rau răm đã được 2 ngày tuổi này các bạn. Đó, những cây rau răm mà chúng ta trồng vào đất đã phục hồi hoàn toàn và đã có thể tự hút nước lên được rồi đó các bạn ạ. Nhìn những ngọn rau răm đã rất là tươi rồi các bạn ạ. Đó, nó đã phục hồi hoàn toàn rồi các bạn ạ. Và đây là những ngọn rau răm đã được 3 ngày tuổi này các bạn. Đó, đã vươn lên khá là cao rồi. Tất cả các ngọn rau răm đã hoàn toàn phục hồi và vươn lên khá là cao.
Đó. Và đây là những ngọn rau răm đã được trồng vào đất được 4 ngày tuổi này các bạn. Tất cả các ngọn rau răm đã phát triển lên khá là cao rồi các bạn ạ. Nếu như các bạn cần thu hoạch để sử dụng thì các bạn cũng có thể thu hoạch được rồi nha các bạn. Đó, hàng ngày chúng ta không cần phải tưới nước cho rau. Và đây là những ngọn rau răm đã được 5 ngày tuổi nha các bạn. Đó, tất cả các ngọn rau đã phát triển rất là dài và chúng ta đã có thể thu hoạch được rồi nha các bạn. Đó, nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ, và phát triển tùm luôn rồi. Và khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta sẽ ngắt các cái ngọn rau răm như thế này nha các bạn, chúng ta sẽ ngắt và để chừa lại phần gốc nha. Đó, và sau thu hoạch thì rau sẽ lại nảy lộc, nảy mầm khác các bạn ạ. Và vài lần thu hoạch thì sẽ phát triển tùm cái chậu này luôn. Và sau khi thu hoạch thì các bạn bón cho rau một lớp phân mỏng nha các bạn. Đây, Dô hay dùng cái phân chuồn quế cao cấp này để Dô bón cho các loại rau sạch mà Dô trồng nữa các bạn. Nó có nguồn gốc từ thiên nhiên và đã qua xử lý tạp chất nên rất yên tâm trồng rau sạch để chúng ta sử dụng các bạn ạ. Đó, trồng rau răm vào chậu treo tự chế và không phải tưới nước rất là đơn giản đúng các bạn. Chúc các bạn trải nghiệm thành công nha các bạn. Hàng ngày chúng ta không cần phải tưới nước mà chỉ khi nào mà chúng ta thấy cái bình nước ở bên dưới nó cạn thì chúng ta lại đổ thêm nước vào để cho rau răm tự uống nước nha các bạn.